trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo xuống sân tặng hoa cho hai đội bóng cùng tổ trọng tài. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hồ Đại Dũng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Chúng ta đang chứng kiến những nghi thức trước khi trận đấu diễn ra. Lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ cùng với các quan chức của Tổng cục Thể dục Thể thao VFF, VPF đang xuống sân để tặng hoa đối với hai đội trước khi bước vào trận đấu. Lúc này đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đang tập trung và đã thi đấu thành công ở trận đấu gặp Thái Lan tại Buriram. Chúng ta đã thắng 1-0. Ngày mai trận chung kết King's Cup 2019 sẽ diễn ra giữa Việt Nam và Curaçao. Bóng đá Việt Nam liên tiếp đón những tin vui và thực sự là đang có không khí rất tốt đối với U23 trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Đây là thời điểm mà thành phần của U23 Việt Nam còn lại 28 cầu thủ. Lúc đầu tập trung 30 người, sau đó trung vệ Thành Chu được bổ sung cho đội tuyển thay Đình Trọng. Vào thời điểm này thì hậu vệ Văn Hạnh bị chấn thương và cũng đã rời đội. Sân vận động Việt Trì từng là sân nhà của các đội Công an Vĩnh Phú và Công nghiệp Việt Trì. Công nghiệp Việt Trì là tiền thân của Công an Vĩnh Phú. Thành phố Việt Trì từng có đội bóng dự hạng đấu cao nhất của Việt Nam lúc bây giờ là hạng A1. Ban tổ chức trân trọng đề nghị quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể khán giả thực hiện nghi lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems. Quốc ca Myanmar. The national anthem of Myanmar. Quốc ca Myanmar, sau đây là quốc ca Việt Nam. And now, the national anthem of Vietnam. Trân trọng cảm ơn. Có thể nói Việt Nam và Myanmar là hai nền bóng đá có nhiều duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á. Các trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu ngày nay đều là những trọng tài FIFA.
Theo chúng tôi thì việc ông Parser để thủ môn Bùi Tiến Dũng tập trung với U23 là rất hợp lý vào thời điểm này. Ở kỳ SEA Games mới đây nhất, bóng đá Myanmar không có huy chương. Họ thua Indonesia ở trận đấu tranh giải ba. Đường xuất phát của Việt Nam: số 1 thủ môn đội trưởng Bùi Tiến Dũng, số 2 Đỗ Thanh Thịnh, số 4 Hồ Tấn Tài, số 7 Triệu Việt Hưng, số 10 Nguyễn Tiến Linh, số 11 Trương Văn Thái Quý, số 12 Amit, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 15 Nguyễn Đức Chiến, số 24 Nguyễn Trọng Hùng và số 28 là Vũ Viết Triều. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là ông Kim Han Dun, huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đường xuất phát của U23 Myanmar: số 2 Hen Phil Win, số 3 Ye Min Thu, số 5 Ye Aung, số 6 Kiao Mio Naing, số 7 Luin Mo Aung, số 8 Miat Keong Khan, số 10 Uyên Anh Tun, số 11 Hen Tet Aung, số 12 Kiao Thu Tun, số 18 thủ môn đội trưởng Thit Samin và số 22 là Aung Na Win. Huấn luyện viên trưởng U23 Myanmar là ông Belinda Popov, huấn luyện viên người Bulgari. Myanmar trước đây từng gắn bó với nhà cầm quân người Bulgari, đó là ông Ivan Kolev. Bầu không khí rất tuyệt vời ở sân vận động Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Những năm gần đây, Phú Thọ thường tổ chức các trận đấu đỉnh cao của bóng chuyền. Tuy nhiên, bóng đá thì đã rất lâu rồi. Trận đấu quốc tế gần nhất diễn ra cách đây đã 35 năm. Huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Han-dun trước đây từng 4 lần thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc. Ông đã từng chơi cho hàng loạt đội bóng nổi tiếng của Hàn Quốc, có thể kể đến Pohang Steelers, FC Seoul và Seongnam Ilhwa-Chuma. Pohang Steelers và Seongnam Ilhwa-Chuma đều là những câu lạc bộ đã từng vô địch cúp C1 châu Á. Huấn luyện viên người Bulgari Veliza Popov, 43 tuổi, ít hơn Kim Han-dun 1 tuổi. Ông đã từng làm huấn luyện viên ở một số quốc gia như là Bulgari, Maldives, Thái Lan, Malaysia và Oman. Ở Thái Lan thì ông Popov đã từng dẫn dắt đội Suphanburi, ở Malaysia là Kelantan, ở Oman là câu lạc bộ Su Club. Trong hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái là nhỏ của bạn. Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã bắt đầu. Đội Việt Nam xuất phát với sơ đồ chiến thuật có 3 hậu vệ giống như Pangso. Cơ hội đầu tiên và bàn giá kịp thời của thủ môn U23 Myanmar Thit Samin. Cầu thủ Việt Nam băng xuống đã bị đau, đó là Tiến Linh, tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Bình Dương. Một pha thoát đi rất nhanh của Tiến Linh ngay những giây đầu tiên. Tiến Linh là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái. Tiến Linh là cầu thủ trẻ rất nhiều triển vọng. Anh đã trưởng thành rất nhiều dưới dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Minh Chiến ở mùa giải năm ngoái. Có lẽ là một pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Tiến Linh. Cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất khí thế. Ngay những giây đầu tiên, Tiến Linh đã có pha thoát xuống tạo nguy hiểm về cầu môn U23 Myanmar.
U23 Việt Nam đang thi đấu với 3 hậu vệ là Đức Chiến, Tấn Tài và Viết Triều. Vũ Viết Triều là cầu thủ của Thanh Quảng Ninh, Đức Chiến là cầu thủ của Viettel, Hồ Tấn Tài đang thi đấu cho Bình Dương, rất có duyên ghi bàn ở những vòng đấu V-League gần đây. Những năm ở đây khi gặp Việt Nam thì các cầu thủ Myanmar thường thi đấu với quyết tâm rất cao. Tiến Linh rất vui khi Tiến Linh có thể tiếp tục thi đấu. Đây là thời điểm mà lực lượng U23 sẽ dự SEA Games cuối năm nay có một số cầu thủ quan trọng đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sức mạnh sẽ còn đường tăng lên khi có sự trở về của các cầu thủ đang chơi cho đội tuyển. Vào tháng 9 tới khi đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup thì U23 sẽ lại tập trung. Đó là một đợt tập trung ngắn ngày. Đức Chiến, cầu thủ của Viettel, Đức Chiến là một cầu thủ đa năng. Hoàng Đức, Hoàng Đức đã khỏi chấn thương và có thể đá chính trong trận đấu ngày hôm nay. Các trận đấu gần đây của Viettel tại V-League, Hoàng Đức không thể thi đấu. Cầu thủ bị đau là Amit, cầu thủ của Đà Nẵng. Amit là cầu thủ người dân tộc Ba Na. Amit được đào tạo ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và lúc này anh là cầu thủ của Đà Nẵng. Đường truyền của Tiến Linh, đá phạt cho U23 Việt Nam. Thẻ vàng cho cầu thủ đá phạm lỗi số 12 Theo Thu Tun, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Có thể coi đây là một cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Vào lúc này, các cầu thủ Trọng Hùng, Hoàng Đức và Tiến Linh đang là ba mũi công của huấn luyện viên Kim Han-un. Bóng được đặt sát vạch 16m50. Cơ hội hết sức thuận lợi dành cho các cầu thủ Việt Nam. Đây là tình huống mà chúng ta có ít nhất 3 vị trí có thể đá tốt quả phạt này. Hoàng Đức, bóng lập hàng rào. Đường truyền của Hồ Tấn Tài, thêm một pha dứt điểm. Tình huống dứt điểm của Trọng Hùng. Chúng ta xem lại pha đá phạt của Hoàng Đức. Như vậy là ngày hôm nay cách vận hành sơ đồ kỹ thuật của huấn luyện viên Kim Han-un rất giống với những gì ông Park Hang-seo vẫn áp dụng cho các đội tuyển của Việt Nam. Vẫn là sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Có một tin không vui, đó là Đình Trọng vì chấn thương sẽ phải nghỉ hết năm nay, vắng mặt tại SEA Games ở Philippines.
Vào lúc này Amit và Thanh Thịnh đang là hai cầu chạy cánh của U23 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tạo được một thế trận chủ động. Vào lúc này dẫn dắt các đội U23 và đội tuyển quốc gia của Myanmar đều là các huấn luyện viên nước ngoài. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Myanmar lúc này là ông Radulovic, huấn luyện viên người Montenegro. Bóng đá Myanmar đã từng là một thế lực không chỉ của Đông Nam Á mà còn của cả châu Á. Myanmar từng hai lần giành huy chương bóng đá ở các kỳ ASEAN 1966 và 1970. Đội tuyển Myanmar đã từng về nhì ở Asian Cup, tức là giải vô địch bóng đá châu Á năm 1968. Những năm cuối thập niên 1960 là quãng thời gian hoàng kim của bóng đá Myanmar. Trong giai đoạn này họ đã 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games, từ năm 1965 đến năm 1973. Đường xuất phát của U23 Myanmar ngày hôm nay có 7 cầu thủ từng sang Việt Nam dự giải U21 quốc tế báo thanh niên diễn ra vào năm ngoái. Ném biên cho U23 Myanmar. Tại giải U21 quốc tế báo thanh niên diễn ra ở Huế vào năm ngoái, cao thủ U21 Myanmar đã thua U21 tuyển chọn Việt Nam sau những loạt đá luân lưu. Trước đó thì hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều. Trong chuyến giao hữu này, U23 Myanmar có 7 cầu thủ đã sang Việt Nam năm ngoái. Tình huống xử lý an toàn. Đó là pha xử lý của Viết Chiều. Chúng ta đang chứng kiến những pha tranh bóng hăng hái và có sự quyết liệt của cầu thủ hai đội. Pha xử lý của Tiến Linh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được sự uyển chuyển trong cách chơi của mình. Cự ly đội hình luôn được bảo đảm. Amit. Hoàng Đức. Pha phá bóng của Viết Chiều. Lúc này thì các cầu thủ Myanmar cũng đang chơi với một thế trận tốt. Sau những phút đầu có phần bị động, họ đã lấy lại được cảm giác chơi bóng quen thuộc. Ba tuyến rất liền lạc trong những pha phối hợp. Ngày hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ với những người bóng đá của tỉnh Phú Thọ.
Những năm ở đây tại Phú Thọ vẫn thường xuyên diễn ra các trận đấu bóng chuyền đỉnh cao. Tuy nhiên bóng đá thì rất lâu rồi. Phút thứ 14 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Amit. Pha đi bóng nỗ lực xuống cuối sân. Tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam không thể tạo được tình huống đưa bóng ngược lên từ đáy biên. Trống, sút bóng vào 1-0 cho U23 Việt Nam. Pha ghi bàn của Triệu Việt Hưng. Tiền vệ trung tâm Việt Hưng đã ghi bàn. Hình ảnh quen thuộc của các cầu viên từ Hà Nội đã lên đất Trung Du Phú Thọ cổ vũ cho các tuyển thủ. Việt Hưng là cầu thủ rất có duyên ghi bàn, đặc biệt là những pha ghi bàn quan trọng. Chỉ mất hơn 10 phút thì chúng ta đã có được niềm vui sau bàn thắng mở tỷ số. Pha đá phạt góc đã tạo ra những lộn xộn nơi hàng phòng ngự của U23 Myanmar. Việt Hưng đã có cơ hội tung ra cú đá bằng chân trái sở trường. Tất cả chúng ta chắc chắn là chưa quên bàn thắng rất quan trọng của Việt Hưng vào lưới U23 Indonesia ở những giây cuối cùng tại vòng loại giải U23 châu Á. Ở lượt đi của mùa giải V-League năm nay, Việt Hưng là cầu thủ quan trọng của Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng đã bắt đầu có được sự ổn định. Tại V-League lúc này, Hoàng Anh Gia Lai cũng là câu lạc bộ duy nhất thi đấu với siêu chiến thuật giống như đội tuyển và U23, sơ đồ 3-4-3. Các đội bóng còn lại đều thi đấu với siêu chiến thuật có 4 hậu vệ. Cầu thủ Nam Biên là Hen Phiêu Win. Huấn luyện viên Kim Hanun đang sử dụng hai thiệu trung tâm là Việt Hưng và Thái Quý. Đó cũng là những thiệu về trung tâm đá chính ở vòng loại U23 châu Á. Vòng loại mà chúng ta đã toàn thắng 3 trận và không để lọt lưới. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC. Trận đấu giao hữu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Đây là phút thứ 18 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Cầu thủ đã mở tỷ số là tiền vệ Triệu Việt Hưng. Lúc này trận đấu đang được gửi đến các bạn trên các kênh VTC1.
VTC3 Việt Nam Journey cùng với kênh phát thanh VOV1. Vẫn là một lối chơi lăn xả của cao thủ Myanmar. Thi đấu với đối thủ như Myanmar thì Việt Nam phải phát huy được đẳng cấp và khả năng phối hợp. Trên sân lúc này rất mát mẻ. Sau một cơn mưa rào, thời tiết đã chuyển rất nhanh từ oi bức khó chịu sang mát mẻ. Vẫn là Hên Chiêu Win thực hiện quả ném biên. U23 Myanmar đang chơi lấn sân, tuy nhiên không dễ để tạo ra những cơ hội thực sự. Cách chơi của cầu thủ Việt Nam luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm ở những pha phản công. Amit. Đường chuyền của Việt Hưng. Trên màn ảnh là cầu thủ Việt kiều Martin Lo, người hiện nay đang đầu quân cho câu lạc bộ Phố Hiến tài giải nhất. Martin Lo là một tiền đạo đã chứng tỏ được rất nhiều ở những vòng đấu hạng nhất vừa qua. Anh là cầu thủ lớn lên tại Australia. Sau khi Việt Nam thành công ở chiến tích U23 châu Á thì Martin Lo đã có cảm hứng để trở về quê cha đất tổ. Đưa cho bóng là Thái Quý. Amit. Cú đá khá nguy hiểm. Có thể nói sự có mặt ở cả đội tuyển lẫn U23 của cầu thủ Việt kiều là rất đáng quý. Chắc chắn là họ sẽ nâng chất lượng cho đội tuyển cả về chuyên môn cũng như về thể hình và thể lực. Đó là điều rất cần thiết với bóng đá hiện đại. Theo chúng tôi thì để tiến gần đến Sejo Cup, chúng ta dứt khoát phải tuyển chọn nhiều cầu thủ Việt kiều. Thêm một quả phạt góc cho U23 Việt Nam. Bóng đã không chạm ai. Người đá phạt góc là Trương Văn Thái Quý, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Thái Quý, Amit.
Thái Quý và Việt Hưng là hai cầu thủ rất hiểu nhau ở khu vực giữa sân. Cầu thủ Myanmar đã áp dụng lối chơi thiên về thể lực. Đó cũng là cách chơi mà chúng ta đã thấy Thái Lan đã áp dụng ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Và với Thái Lan thì thậm chí là trên cả thể lực, đôi lúc là bạo lực. Trước khi sang Việt Nam thì huấn luyện viên Kim Hanun đã từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng của Hàn Quốc là Busan Impact và FC Seoul. Bóng đá Việt Nam lúc này đang có duyên với các ông thầy người Hàn Quốc. Đội ngũ trợ lý ở cả đội tuyển cũng như U23 đều có những người Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối rất quan trọng. Tỷ số được đưa lên 2-0. Cũng từ một pha phạt góc, chúng ta suýt nữa đã nhân đôi cách biệt. Vừa rồi là pha dứt điểm của Trọng Hùng. Hoàng Đức đã phạt góc. Tiếp cận cầu môn. Hoàng Đức có chân dài rất khéo và luôn có thể tạo ra những pha phạt góc nguy hiểm. Một pha dâng cao của Hồ Tấn Tài. Tại vòng loại U23 châu Á, Hồ Tấn Tài thi đấu vị trí hậu vệ cánh phải. Pha đánh đầu trúng sang ngang của Trọng Hùng. Trọng Hùng đang là mũi tấn công bên cánh trái. Đó là nơi mà anh có thể đi bóng vào trong và có những pha dứt điểm rất hay bằng chân phải. Ngược lại là Hoàng Đức, thuận chân trái và đang đá bên cánh phải. Tiền đạo trung tâm là Tiến Linh. Tiến Linh đang chơi đúng sở trường của mình. Hai trong trận đấu, cả hai thẻ vàng đều thuộc về U23 Myanmar. Thẻ vàng của Kiao Myon Anh. Từ khi bóng đá Việt Nam có huy chương ở đấu trường khu vực năm 95, chúng ta hay nhắc đến Thái Lan như là một kỳ phùng địch thủ. Tuy nhiên bóng đá Myanmar cũng đã từng gieo sầu khá nhiều cho Việt Nam. Theo thống kê của chúng tôi thì đã có 3 huấn luyện viên trưởng của Việt Nam từ chức ngay sau những thất bại trước Myanmar. Ông Ritter SEA Games 2007, Phan Câu Quét SEA Games 2011 và ông Miura sau trận thua ở bán kết SEA Games Singapore 2015. Vẫn còn bóng. Pha dứt điểm rất đường nét. Đó là Tiến Linh. Thời gian ở đây các tiền đạo của Việt Nam hầu hết không có được phong độ cao. Ở V-League thì tiền đạo cắm là vị trí luôn dành cho các ngoại binh. Tuy nhiên thời gian từ đến SEA Games vẫn còn nhiều để các cầu thủ hoàn thiện. Một pha vùng chân dứt điểm rất đường nét, rất cơ bản của Tiến Linh. Trong 3 ngày gần đây thì ở
Việt Trì đều có mưa to. Ngày trước trận đấu ngày hôm nay cũng có mưa to, tuy nhiên lúc này thì mọi chuyện đang rất đẹp. Cú đá từ xa. Phạt dứt điểm của Đức Chiến. Khi gần Đức Chiến có thể thi đấu ở hàng tiền vệ, đá ở giữa hàng tiền vệ hoặc là hai biên. Đến lúc này Myanmar chưa tạo ra một tình huống nào thực sự nguy hiểm về cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Chuyền vào. Rất tiếc là không có ai tiếp ứng. Trận đấu ngày hôm nay diễn ra ở sân Rồng Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thu hút đông đảo khán giả trong cả nước, đặc biệt là từ các tỉnh phía Bắc. Cầu thủ bị đau là Trương Văn Thái Quý. Đối với nhiều người thì trận đấu ở sân Việt Trì ngày hôm nay cũng là một cú hích với bóng đá của khu vực Trung Du và các tỉnh miền núi phía Bắc. Chúng ta vừa xem lần nữa bàn mở tỷ số của Việt Hưng. Cú đá rất mạnh bằng chân trái sở trường của Triệu Việt Hưng. Thời gian ở đây hàng tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi khá ổn. Ổn định hơn đầu mùa giải rất nhiều. Đức Chiến. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang rất nhàn rỗi. Những hình ảnh đẹp trên khắp sân vào lúc này. Một cách cổ vũ của kỷ nguyên smartphone. Hoàng Đức, Amit, những trận đấu như này sẽ là sự cổ vũ rất lớn cho bóng đá ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, nơi vẫn được gọi là trắng bóng đá nha mọi người. Ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc đến bây giờ chỉ có đội nữ Sơn La và đội Futsal của Cao Bằng. Amit, Hoàng Đức, đường trường của Việt Hưng đối mặt và bằng giá kịp thời của thủ môn Thích Samin.
Đến lúc này thì tân binh của U23 Trọng Hùng đã chơi tốt trong vai trò mũi tấn công bên cánh trái. Trên màn là những cổ động viên quen thuộc của bóng đá Việt Nam, những người đã cổ vũ cho câu lạc bộ Thành Công cách đây vài thập kỷ. Amit Hồ Tấn Tài là thành viên của U20 Việt Nam dự World Cup U20 ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ cầm Curaçao ở chung kết King's Cup. Đó là một đối thủ lạ, đội bóng của vùng Caribe. Có thể Curaçao sẽ có cách chơi giống với Honduras, đội bóng mà các tuyển thủ U20 đã từng gặp ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Có một điều chắc chắn là Curaçao ở trên tầm bóng đá Đông Nam Á. Một đội tuyển có những cầu thủ đá tốt ở giải Ngoại hạng Anh, không phải là một đội bóng vừa. Lúc này trong bảng xếp hạng FIFA, Curaçao cũng xếp trên Việt Nam. Amit dứt điểm bị với. Lại bắt đầu có mưa. Phút thứ 36 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Triệu Việt Hưng. Trong buổi chiều ngày hôm qua ở Việt Trì, mưa to và gió giật rất mạnh. Cầu thủ Myanmar đã cho thấy tinh thần cũng như nền thể lực rất tốt. Tuy nhiên sự lắp ép có lẽ chưa được nhuần nhuyễn. Huấn luyện viên người Bulgaria, ông Popov mới nhận nhiệm vụ. Bóng đá Myanmar đã mời ông Popov để hướng đến chiến dịch SEA Games vào cuối năm nay. Kỳ SEA Games gần đây nhất, bóng đá Myanmar đã không có huy chương, thua Indonesia ở chung kết. Trước đó thì tại SEA Games ở Singapore năm 2015, Myanmar sau khi thắng Việt Nam ở bán kết đã thua Thái Lan ở chung kết. Tình huống để mất bóng hết sức nguy hiểm, có thể dứt điểm. Rất may là đội bạn đã sút trượt. Đức Chiến đã bị đau. Trời vẫn đang mưa và trận đấu đang phải tạm dừng. Bác sĩ đã phải vào sân chăm sóc cho Đức Chiến.
Theo thông tin mà các phóng viên VTC tại Buriram cập nhật thì trong buổi họp báo trước trận chung kết chiều nay, huấn luyện trưởng của Curaçao nói rằng Curaçao đến Thái Lan để vô địch Kings Cup. Tuy nhiên ông cũng đánh giá đội Việt Nam rất cao. Ông nói rằng Việt Nam chơi bóng đẳng cấp và là đội bóng không dễ đánh bại. Kings Cup năm ngoái, đội bóng đã vô địch là Slovakia. Slovakia thắng chủ nhà Thái Lan ở chung kết. Năm nay Thái Lan đã không thể lọt vào chung kết. Có một điều khá lạ là Thái Lan vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, đội hình thi đấu của đội tuyển Thái Lan hiện nay không có được nhiều cầu thủ bổ sung từ tuyến đã vô địch SEA Games. Rất có thể Thái Lịch với sự mặt của 6 ngoại binh trong mỗi câu lạc bộ ở mỗi trận đấu đã ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cầu thủ trẻ, và dường như việc Kỳ Sắc ra đi cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đã mất đi sự kết nối với sự ra đi của Kỳ Sắc. Của Hoàng Đức, Trọng Hùng, Thanh Thịnh quạt ngược lên, bóng vào góc. Tình huống gợi nhớ đến bàn thắng của Hoàng Đức vào lưới Thái Lan trong trận thắng lịch sử 4-0 ở Mỹ Đình. Thanh Thịnh là cầu thủ rất hay những pha bóng thoát xuống đáy biên và tạt ngược lên. Hoàng Đức đã có cơ hội để tung ra cú đá chân trái sở trường. Như vậy là ngoài bàn mở tỷ số của Triệu Việt Hưng, đội Việt Nam đã hai lần làm rung cầu môn của U23 Myanmar. U23 đang thi đấu trên sân với những cầu thủ, với một số cầu thủ lần đầu lên tập trung, đang chơi có nét, khả năng tổ chức trận đấu tốt. Hoàng Đức, Thanh Thịnh ném biên. Rất may là những trường hợp chấn thương của Đức Chiến và Tiến Linh đều không nguy hiểm. Amit, đường truyền hết sức nguy hiểm. Bóng được truyền cho tiền đạo Win Anh Tun, cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của U23 Myanmar. Win Anh Tun đã chơi rất tốt ở giải U21 quốc tế báo thanh niên năm ngoái. Tiến Linh, Việt Hưng, Hoàng Đức, pha chặn bóng của Hồ Tấn Tài.
Amit Đàng Điềm. Myanmar không có được nhiều tình huống nguy hiểm về cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Khi tấn công thì bóng luôn được chuyền cho số 10 Uy Năng Tun. Tuy nhiên không dễ để Uy Năng Tun có thể xoay sở khi bên cạnh là cao thủ áo đỏ. Uy Năng Tun cũng tỏ ra bị đơn độc. Kiao Thu Tun. Miêu Nành. Một pha chuyền bóng khá nguy hiểm. Yaung. Có thêm một cầu thủ Việt Nam bị đau. Tuyến phòng ngự đội Việt Nam thỉnh thoảng vẫn bộc lộ những tình huống sai sót. Thực ra thì đó cũng là điều rất dễ hiểu và cũng là cần thiết để hoàn thiện thêm từ giờ cho đến SEA Games. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. Cũng phải nói thêm là bộ khung của U23 sẽ còn mạnh hơn rất nhiều khi có sự trở về của các tuyển thủ. Nói một cách nôm na thì năm nay nòng cốt của SEA Games 30 sẽ là các cầu thủ từng dự U20 thế giới năm 2017. Theo chúng tôi thì việc bóng đá Việt Nam lọt vào vòng chung kết U20 thế giới mới là dấu ấn đầu tiên để tạo ra những điều tốt đẹp về sau. Rất kỹ thuật, tuy nhiên quá cá nhân. Như vậy là sau hơn nửa đầu hiệp 1, trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi thì lúc này mọi chuyện lại không ủng hộ. Trời vẫn đang mưa khá nặng hạt. Đây là tình huống đá phạt mà chúng ta phải rất cảnh giác, bởi vì trời mưa, sân chơi bóng ướt có thể dẫn đến những tình huống ngoài dự kiến. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Sivakorn Pudom đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa Hà Nội U20 Việt Nam và U20 Myanmar. Khép lại một, cầu thủ áo đỏ tạm dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Triệu Việt Hưng ở hiệp 1. Trước lối chơi dùng sức nhiều của Myanmar, đội Việt Nam đã chơi khéo léo, bảo đảm cơ lưu hình và sự sắc sảo trong pha lên bóng. Ngoài bàn thắng của Việt Hưng thì các học trò của huấn luyện viên Kim Hanun còn tạo ra hai tình huống dung chuyển cầu môn của thủ môn Thisamin. Một lần bóng trúng sang ngang sau vánh đầu của Trọng Hùng. Các bạn thân mến, theo thông tin chúng tôi nhận được từ ban tổ chức thì khoảng hơn một phút nữa trận đấu sẽ trở lại.
Sau quãng thời gian nghỉ 3 phút thì hai đội lúc này đang khởi động lại. Cũng là một trải nghiệm thú vị đối với các cầu thủ trẻ U23. Thực tế đã có không ít trận đấu mọi chuyện diễn ra rất khác sau quãng thời gian nghỉ. Trận đấu đã bị gián đoạn nhưng dù sao đây cũng là một trải nghiệm thú vị, không dễ gì mà có được của các cầu thủ. Trận đấu chuẩn bị trở lại và trọng tài người Thái Lan Sivakorn Pudom đã vào vị trí sẵn sàng. Tiếp tục, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phải. Theo quan sát của chúng tôi lúc này số 9 Aung Kaungman đã vào sân. Hiệp 2 trận đấu đã trở lại. U23 Myanmar đã thay người. Theo quan sát của chúng tôi thì U23 Việt Nam chưa thay cầu thủ nào. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì cầu thủ Aung Kaungman vào sân thay cho Aung Nanguin. Lúc này bên phía U23 Myanmar số 14 Thu Ren Xoe cũng đã xuất hiện trên sân. Số 14 Thu Ren Xoe vào sân thay cho số 12 Kiao Thu Tun. Trọng Hùng. Vẫn là Trọng Hùng. Trọng Hùng cố gắng phát huy pha đi bóng từ cánh trái vào và tìm cơ hội để dứt điểm bằng chân phải. Ở trận đấu gặp đội Hà Nội tại sân Thanh Hóa, Trọng Hùng đã có bàn thắng rất đẹp, khiến chúng ta nhớ lại Phạm Văn Quyến trước đây. Đi bóng từ cánh trái vào và dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Lúc này bên phía U23 Myanmar số 20 Nay Mon Anh cũng đã vào sân để thay cho số 8 Miat Kaung Khan. Số 15 của U23 Myanmar Tet Phieu Hoai cũng đã vào sân để thay cho số 11 Then Tet Aung. Cho đến thời điểm này U23 Myanmar đã thay 4 cầu thủ, còn Việt Nam vẫn chưa thay người. Như chúng tôi đã phân tích thì đây là trận đấu trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Cả hai nhà cầm quân đều hoàn toàn thể thay nhiều cầu thủ mang tính thử nghiệm. Đây là Kiao Bon Anh. Đường truyền của Thu Ren So, cầu thủ vào sân anh ơi. Pha
phát động của Thanh Thịnh. Thanh Thịnh và Amit vẫn đang là những cầu thủ trái cánh của U23 Việt Nam. Amit là cầu thủ dân tộc Ba Na, thủ môn số 3 của U23. Ielinie là thủ môn dân tộc ED. Có thể nói sự có mặt của cao thủ người dân tộc trong đội hình của U23 là một điều thú vị, rất hay. Pha lên bóng nguy hiểm của U23 Myanmar. Thu Ren So U23 Myanmar vẫn đang thi đấu với sơ chiến thuật 4-4-2, với Việt Nam vẫn là 3-4-3. Cầu thủ đang thi đấu ở trung tâm hàng tiền đạo đội Việt Nam vẫn là Tiến Linh, ở hai bên là Hoàng Đức và Trọng Hùng. Thu Ren So Hoàng Đức để mất bóng, cú đá hết sức nguy hiểm. Hoàng Đức để mất bóng và đội bạn đã chớp thời cơ, suýt nữa ghi bàn. Pha dứt điểm của Aung Kang Man, một số 9 làm cho nhiều người nhớ lại Ian Pay, số 9 khoác áo nhiều năm cho U23 Myanmar cũng như sau này là đội tuyển quốc gia Myanmar. Đến lúc này thủ môn Bùi Tiến Dũng rất nhàn nhã. Thanh Thịnh Myanmar vẫn đang chứng tỏ nền tảng thể lực cũng như quyết tâm rất cao. Sút bóng, tuyến giữa Myanmar đang chơi tốt. Pha phạm lỗi nguy hiểm. Cầu thủ bị đau là Trọng Hùng. Bác sĩ đã phải vào sân. Có hai cầu thủ Việt Nam đang nằm trên sân. Pha phạm lỗi từ phía sau của Iaung. Cầu thủ từng đào tạo ở trung tâm PVF, sau đó trở lại với Thanh Hóa. Có lẽ
lẽ là chuẩn bị có sự đổi người bên phía U23 Việt Nam. Có thể trọng đại sẽ vào sân. Chúng tôi thấy trọng đại và bảo toàn đều đang sẵn sàng. Trận đấu vẫn chưa thể trở lại. Lúc này thì trọng tài đã tiến đến vị trí của trọng tài thứ tư. Bảo toàn tiền vệ tấn công của anh Gia Lai cũng đã sẵn sàng vào sân. Trọng Hùng đã phải rời sân. Trọng Đại là cầu thủ đa năng, từng là đội trưởng của đội U20 trong quá trình chuẩn bị cho World Cup ở Hàn Quốc cách đây 2 năm. Bùi Tiến Dũng cũng sẽ vào sân. Pha bóng không nguy hiểm với Bùi Tiến Dũng. Như vậy là huấn luyện viên Kim Hyun thay liền 3 cầu thủ. Cao thủ Bùi Tiến Dũng, Trần Bảo Toàn và Nguyễn Trọng Đại vào sân. Thái Quý rời sân. Đến lúc này U23 đã thay 4 cầu thủ. Bây giờ là 3 xe đổi người đầu tiên của Việt Nam. Tiền vệ trung tâm Thái Quý rời sân. Thái Quý ngày hôm nay đá chính bên cạnh Việt Hưng, đối tác quen thuộc của anh ở vòng loại U23 châu Á. Trọng Hùng vừa rồi bị đau, bây giờ cũng đã rời sân. Bảo Toàn vào sân thay Trọng Hùng. Thái Quý, Amit và Trọng Hùng là những người rời sân. Có thể sau đây Bùi Tiến Dũng sẽ thi đấu vị trí trung vệ, còn Hồ Tấn Tài ra đá bên phải. Ngày hôm nay cầu thủ dân tộc Pana Amit đá chính ở bên cánh phải. Thanh Thịnh. Bảo Toàn sẽ thay vị trí trên hàng công của Trọng Hùng. Bảo Toàn, cầu thủ mới vào sân. Có thể sẽ có một thế trận tốt hơn sau khi chúng ta thay 3 cầu thủ. Trọng Đại đã phạt góc. Hơi bị quá chân. Trọng Đại từng có thời gian chấn thương và mất phong độ. Gần đây anh đã chơi tốt trở lại trong màu áo Viettel tại V-League.
Chúng ta xem lại pha đệm bóng của Bảo Toàn. Việt Hưng sẽ đá quả phạt này. Pha xử lý quá chân của Việt Hưng. Tất nhiên là khó người khó ta, tuy nhiên việc trận đấu ngừng 3 phút chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác bóng của cầu thủ. Lúc này Bùi Tiến Dũng đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Tấn Tài sang đá bên phải. Đây là vị trí mà Tấn Tài đã chơi ở vòng loại giải U23 châu Á. Thế trận đá rất khác sau khi Việt Nam có 3 sự ra đổi người. Rất mạnh mẽ. Số đông của áo đỏ đã cản phá thành công. Y Minh Thu, thủ môn đội trưởng U23 Myanmar Thit Samin tỏ ra rất kinh nghiệm và khôn ngoan ở những tình huống đối mặt với cao thủ Việt Nam. Một tình huống nhìn một phía và nhìn truyền một phía của Trọng Đại. Trọng Đại là cầu thủ có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Một khoảng hở bên cánh phải. Rất may là Tấn Tài đã kịp cản phá. Đó là tình huống mà chúng ta không nên để lặp lại. Cầu thủ đá cánh và trung vệ phải phối hợp tốt hơn. U23 Việt Nam chuẩn bị thay cầu thủ thứ tư, Trần Đức Nam số 17 vào sân. Ném biên cho Việt Nam. Trần Đức Nam, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào sân. Đây là cầu thủ ghi 2 bàn ở chung kết giải U21 báo thanh niên quốc tế năm ngoái trong trận đấu gặp chính đối thủ Myanmar. Trận đấu mà sau khi hòa 2 đều, Việt Nam đã thắng từ chấm phạt đền. Đức Nam vào sân thay cho Hoàng Đức. Mỗi bên đã thay 4 cầu thủ. Theo quy định của ban tổ chức trận đấu thì ngày hôm nay mỗi đội được thay tối đa 10 cầu thủ. Rõ ràng việc thay được 10 cầu thủ là rất tốt để hai đội có thể thử nghiệm đội hình. Hồ Tấn Tài.
Hồ Tấn Tài là cầu thủ gốc Bình Định, một hậu vệ công thủ toàn diện. Thanh Thịnh, ném biên cho U23 Myanmar. Hồ Tấn Tài Bảo Toàn. Không thể tìm ra sự liên lạc. Y Minh Thu, Yaung. Trọng Đại, vào lúc này Trọng Đại và Việt Hưng là bộ đôi từ trung tâm của U23 Việt Nam. Trọng Đại chia tay vị trí của Thái Quý. Trọng Đại là cầu thủ có thể chơi ở trục dọc trừ vị trí trung phong. Anh đá từ trung vệ đến tiền vệ giữa và tiền vệ công, không chia bóng luôn nặng, không vào. Thêm một pha xử lý bình tĩnh của thủ môn Thit Samin. Với một hàng phòng ngự U23 Myanmar không chắc chắn thì Thit Samin thực sự là một điểm tựa. Đường truyền của Trọng Đại hơi mạnh. Thủ môn U23 Myanmar Thit Samin là người đã thi đấu chính thức cho U21 Myanmar tại giải World Quốc tế báo thanh niên năm ngoái. Cho đến thời điểm này thì đội trưởng Thit Samin đã chơi có thể nói là ấn tượng trong vai trò người giữ hôn. Yaung, Thu Ren So, sau khi vào sân Thu Ren So thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Tình huống việt vị của cầu thủ Myanmar. Thank you.
huấn luyện viên Vedija Popov vừa có ý kiến. Trọng tài người Thái Lan Sivakonudom đã nhắc nhở huấn luyện trưởng U23 Myanmar ông Vedija Popov, một nhà cầm quân đã chinh chiến ở một số quốc gia, chính xác là ông đã dẫn dắt các đội bóng ở 5 đất nước, trong đó có đội tuyển quốc gia Maldives và cả câu lạc bộ Maldives là New Radian. Rất nhịp nhàng, thanh thịnh, cảm giác bóng không tốt. Vedija Popov trước đây giống như ông Kim Anun là một tiền vệ phòng ngự. Khi còn là cầu thủ thì ông Popov từng chơi cho Lokomotiv Plovdiv, đội bóng của ngành đường sắt Bulgari. Không được. Myanmar chuẩn bị thay cầu thủ thứ 5. Bảo toàn. Tiến Linh. Không vào. Giữa vòng vây chật hẹp, cầu thủ áo đỏ vẫn tung ra được cú sút chân trái. Tuy nhiên thêm một lần chúng ta thấy sự xuất sắc của Thit Samin. Thit Samin chính là cầu thủ hay nhất của Myanmar đến lúc này. Cú đá cận chân nhưng Thit Samin đã kịp ngoài người cản phá. U23 Myanmar đã thay cầu thủ thứ 5. George Min vào sân thay cho số 2 Henfiewicz. Một đường bóng đi quặp vào trong cầu môn khá nguy hiểm. U23 Việt Nam chuẩn bị thay cầu thủ thứ 5. Bên phía U23 Việt Nam vào sân là Lê Ngọc Bảo, cầu thủ của Phú Hiến. Bóng vẫn trong sân. Thành Thịnh. Lê Ngọc Bảo là cầu thủ trưởng thành từ lò PVF. Hiện nay chơi cho câu lạc bộ Phố Hiến. Ngọc Bảo vào sân thay cho Viết Triều. Sự thay đổi hàng phòng ngự. Cầu thủ của Thang Quảng Ninh Viết Triều đã rời sân. Bùi Tiến Dũng chuyền về cho người anh trai Bùi Tiến Dũng. Không hợp lý. Miêu này đã phạt góc.
lại là Miêu Ninh. Tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam vẫn rất mong manh. Ngoài bàn thắng duy nhất lúc này của Việt Hưng thì U23 Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Trong hiệp 1, bóng đá hai lần trúng cầu môn của thủ môn Thích Sa Minh. Thích Sa Minh cũng đã xuất sắc ở trận đấu ngày hôm nay. Để bóng vào! Rất nhanh! Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Đến lần này thì Thích Sa Minh đã không thể cứu thua được nữa. Pha bóng nhanh như điện xẹt của U23 Việt Nam. Rất hay. Pha ghi bàn của Tiến Linh. Chúng ta xem lại hàng loạt những pha phối hợp Thanh Thịnh đột phá và thực hiện pha căng ngang. Một pha đệm bóng đầy cảm giác gần cầu môn của Tiến Linh. Cơ hội bất ngờ dành cho đội bạn. Rất may là pha dứt điểm của tiền đạo Win Anh Tun không chính xác. Win Anh Tun đã phải nhận thẻ vàng. Anh đã phản ứng. Trận đấu đã có 3 thẻ vàng đều dành cho U23 Việt Nam. Thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai dành cho Win Anh Tun. Rất đáng tiếc. Win Anh Tun chính là người được chờ đợi nhất thành công của Myanmar. Hôm nay anh chơi không được như ý và ức chế. Trong khoảng 1 phút đã phải nhận 2 thẻ vàng. Hết sức đáng tiếc. Win Anh Tun nổi nóng, phản đối với Ngọc Bảo. U23 Myanmar chỉ còn lại 10 người và huấn luyện viên Popov phải có những điều chỉnh để ổn định lối chơi. Vào sân là số 17 Jin Min Tun. Dưới sân là Kiao Miêu Nanh. Sự thay đổi người thứ 6 của Myanmar. U23 Việt Nam chuẩn bị thay 2 cầu thủ. Vào sân là Trần Thanh Sơn và Trần Thanh Trung. Số 8 vào sân Trần Thanh Sơn, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Trần Thanh Trung là cầu thủ của câu lạc bộ Huế. Tiến Linh dưới sân. Triệu Việt Hưng dưới sân. Thanh Sơn vào sân thay cho Triệu Việt Hưng. Thanh Sơn là tiền vệ, còn Danh Trung là tiền đạo. Chúng tôi xem lại là trận đấu ngày hôm nay mỗi bên được thay 10 cầu thủ. Cầu thủ
U23 Việt Nam đã thay 7 cầu thủ, còn Myanmar thay 6 người. Đội hình chính của UEL Việt Nam lúc này chỉ còn lại 4 người trên sân là Bùi Tiến Dũng, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài và Nguyễn Đức Chiến. Tình huống bật lên của Trần Đức Nam. Bùi Tiến Dũng. Ban tổ chức trận đấu vừa thông báo số khán giả đến xem ngày hôm nay là hơn 16.000 người. Thẻ vàng đầu tiên dành cho U23 Việt Nam, thẻ vàng của Trọng Đại. Đến lúc này Myanmar đã phải nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Đây là phút thứ 82, cầu thủ Việt Nam vẫn đang dẫn 2-0 với các bàn thắng của Việt Hưng và Tiến Linh. Đến lúc này thì nhìn chung các cầu thủ U23 Việt Nam khi vào sân đều đã chơi rất nỗ lực. Pha cản phá của Tiến Dũng. Trọng Đại. Hồ Tấn Tài. Pha đi bóng của Trần Thanh Trung. Tại SEA Games 2022 diễn ra Việt Nam năm 2003, thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ là nơi diễn ra các trận đấu ở môn bóng ném. Ở các nội dung bóng ném của nam và nữ tại SEA Games 2003 thì Việt Nam đều giành được huy chương vàng. Thanh Thịnh đã phạt góc. Xử lý không thành công của Bảo Toàn. Chuẩn bị có sự thay đổi người thứ 7 bên phía U23 Myanmar. Bùi Tiến Dũng. Sở trường của Bùi Tiến Dũng là thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm. Khi cần tiến dụng thể đá vị trí trung vệ. Đúng.
Số 16 vào sân là Cao Ung Tét So. Dưới sân là số 15 Tét Phiêu Ai. Tét Phiêu Ai là cầu thủ vào sân hai người, bây giờ đã lại dưới sân. Chúng tôi sẽ lại là Myanmar chỉ còn lại 10 cầu thủ và buộc phải có những điều chỉnh ngoài dự kiến. Thành phố Việt Trì trước đây là đại bản doanh của câu lạc bộ Công an Vĩnh Phú. Đội bóng đã từng thi đấu ở hạng cao nhất của Việt Nam là hạng A1. Tiền thân của Công an Vĩnh Phú là Công nghiệp Việt Trì. Đã từng có một giai đoạn giải A1 của Việt Nam có số đội lên đến gần 40 đội. Ở phía Bắc lúc bây giờ ngoài Công an Vĩnh Phú còn có Công an Hà Bắc và Vận tải Hải Hưng. Đức Chiến. Thành Thịnh. Đối mặt, chút bóng. Không vào. Chút nữa là tỷ số được đưa lên 3-0. Cơ hội dành cho Trần Bảo Toàn, cầu thủ của Anh Gia Lai. Tình huống lúng túng của trung vệ Iau. Đã là phút thứ 87. U23 Việt Nam ở rất gần chiến thắng. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là cầu thủ có dịp thử sức. Trong bối cảnh mà khá nhiều cầu thủ đang được tăng cường cho đội tuyển thì đây là một cơ hội tốt để nhiều cầu thủ trẻ có dịp chứng tỏ khả năng của mình. Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng đang chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. U23 Việt Nam chuẩn bị thay 3 cầu thủ cuối cùng. Hay là đá 4 hậu vệ không? Ba cầu thủ sắp vào sân là số 9 Nguyễn Trọng Huy, số 18 Mai Xuân Quyết và Martin Lò, cầu thủ Việt kiều Australia số 25. Những xe đổi người cuối cùng bên phía U23 Việt Nam. Trọng Huy là cầu thủ đá tiền vệ giữa, Xuân Quyết là cầu thủ đá cánh, còn Martin Lò là tiền đạo.
Như vậy, Bùi Tiến Dũng là người duy nhất chơi đủ cả trận ngày hôm nay. Myanmar cũng vừa thay người. Ở sân là số 4, Jini Naung. Sự xuất hiện rất đáng chú ý của cầu thủ Việt Kiều Martin Lò, người đã có vẻ đầu ấn tượng trong áo của Phố Hiến đài giải nhất. Thanh Thịnh, Tấn Tài, Đức Chiến là những người rời sân. Còn lại duy nhất thủ môn đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Một dịp rất quý giá để rà soát đội hình. Bên phía Myanmar vừa rồi, số 4 Jin Yaung và sân thay cho số 5 Yaung. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 15 Nguyễn Đức Chiến rời sân. Cầu thủ mang áo số 9. Đội bóng gồm Bộ Bốp đến lúc này đã thay 8 người. Cầu thủ mang áo số 4 Hồ Tấn Tài. Việt Nam đã thay đủ cả 3, đủ cả 10 cầu thủ. Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Ngày hôm nay nổi bật nhất bên phía U23 Myanmar chính là thủ môn đội trưởng Thích Samin. Thích Samin hôm nay đang bắt cho Sean Hiltip, đội bóng đang dẫn đầu giải bóng đá của Myanmar sau 11 vòng đấu ở mùa giải 2019. SEA Games năm 2013 tổ chức ở Myanmar là một cú hích với bóng đá Myanmar. Đặc biệt là sau khi đội chủ nhà Myanmar không vượt qua được vòng đấu bảng. Sau SEA Games năm 2013 thì bóng đá Myanmar đã làm lại và bước đầu gặt hái những thành công. Đức Nam. Cú đá đắp xà ngang. Đó là Martin Lò. Không vào. Martin Lò đã tung ra cú đá từ xa bất ngờ và rất chính xác. Nói chính xác thì rất uy lực, đường nét. Chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Tình huống hy hữu. Pha phạm lỗi của Trọng Đại. Sự thay đổi người thứ 9 bên phía U23 Myanmar. Và sân là số 13 Mio Minfio. Rời sân là Ye Min Thu. Đứng trước bóng là Luyên Mau Aung.
Linh Mao Hùng là một trong ba cầu thủ Myanmar còn lại ở đường xuất phát. Bùi Tiến Dũng băng ra kịp thời. Một trận đấu không bận rộn lắm của Bùi Tiến Dũng. Đến lúc này U23 Myanmar đã thay 8 cầu thủ. Cầu thủ số 15 Ted Fiuai vào sân thay người và sau đó lại rời sân. Những giây cuối cùng, trọng tài đã rút thẻ đỏ. Những giây cuối cùng và chiếc thẻ đỏ thứ hai trong trận đấu đã được rút ra. Rất đáng tiếc cho thẻ đỏ của Trọng Huy, cầu thủ của Bình Dương. Tiền vệ Trọng Huy đã phải nhận thẻ đỏ. Mỗi bên đã phải nhận một thẻ đỏ. Trọng Huy đã vào bóng nguy hiểm ngay trong sự quan sát của trọng tài người Thái Lan Sivakorn Purom. Trận đấu đã có 5 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.